Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Clip ngày hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu đến tất cả các bạn một cái mẫu chuồng dùng để nuôi chó nha các bạn. Mình cũng đã ra được cái dàn khung như thế này rồi. Đó, thì bây giờ mình cũng review lại kích thước rồi sử dụng sắt như thế nào để gửi đến tất cả các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần sàn trước nha các bạn, phần sàn trước nha. Thì cái sắt mà để chúng ta làm cái dàn sàn này thì mình sử dụng sắt đó chính là V3 dày nha các bạn ơi. Mình sử dụng tổng cộng đó chính là 1 nè, 2, 3 nè, 4, 5, 6 nè. Tổng cộng là 6 miếng nhựa cứng này nha. Tổng cộng là 6 miếng. Thì kích thước của dàn chân này thì mình cũng chia sẻ đến tất cả các bạn luôn. 20 phân. 20 phân là cái phần này nè các bạn. Từ dưới đất á, từ dưới đất lên cái đế sàn của mình là 20 phân nha. Đó. Rồi cái này là chiều rộng nè, chiều rộng là 1m09 phân 5 ly. Đó là cái chiều này nè các bạn. Chiều này nè. Đó, 1m09 phân 5 ly ha. Và cái chiều ngang của mình. Chiều ngang của mình là 1m18 nè các bạn. Đây nè, cái chiều này nè. Đó, từ đây qua đây là 1m18 nha. Cái kích thước của dàn chân á là mình phải lấy theo số đo của cái miếng nhựa này nha các bạn. Thì cái miếng nhựa này nó có hai chiều. Đó, chiều dài của nó nè. Chiều dài của nó là 57 nha, là 57 phân. Đó. Và chiều rộng của nó là tầm khoảng 40 phân các bạn. Đó. Nên là khi mà mình làm cái đế á, khi mà mình làm cái dàn chân này nè thì mình sẽ đo theo chiều của cái miếng nhựa này để mình làm nha. Thì cái kích thước hồi nãy mà mình gửi đến tới các bạn á, đó chính là khi mà mình đã ghép tổng cộng 6 miếng vào rồi á, thì mình sẽ có được kích thước như vậy. Bởi vì các bạn để ý giúp mình nè, là ở phía dưới cái miếng nhựa này nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, nó có mấy cái rãnh này nè. Thì mà làm sắt á, sắt V của mình nè, mình toàn dở ngược nó lên không nè. Để khi mà chúng ta xếp vào á, thì nó sẽ lọt vào cái khe này của mình nha, để chắc chắn hơn. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp về bốn cái trụ chân. Đó, bởi vì máy của mình là một máy xuôi. Ở này là mặt trước nha các bạn. Đó, đây các bạn thấy nè, mình có làm một cái khung sẵn để làm cửa bên này nè. Đây là mặt trước nha, và đây là mặt sau. Nên là khi mà máy mình nó nghiêng như vậy á, thì hai cái trụ trước này của mình nó sẽ cao hai trụ sau rồi. Hai trụ trước của mình thì đối với cái chuồng này thì mình sẽ làm đó chính là 1m5 nha. Còn hai cái trụ sau này của mình chỉ có 1m4 thôi. Tính từ dưới đất lên mới là 1m4 nha. Còn nếu như mà các bạn tính từ cái mặt sàn này lên chỉ có 1m2 thôi. Bởi vì mình sử dụng lưới 1m2 để mình rào xung quanh á. Mà nói lưới 1m2 cũng không phải các bạn ơi. Thì đây là lưới của chủ nhà. Chủ nhà người ta sử dụng lưới cũ á, người ta đưa cho mình. Nên là mình đối với cái lưới này mình sẽ cắt đi lưới này tới 1m8 lận. Nên là mình cần phải cắt bớt nha. Mình cắt bớt để mình hàng vào cái khung này của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp mấy miếng nhựa này vô. Rồi như vậy là mình đã lắp xong cái sàn rồi các bạn ơi. Nãy mình leo lên mình nhúng luôn mà nó không xin nhê các bạn. Tuy là V3 thôi nhưng mà rất là cứng nha. Khớp nào ra khớp đó nè. Rồi tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ xả lưới 1m8 này, còn lại 1m2 sau đó chúng ta sẽ hàn vào khung nha các bạn. Tổng quan thì tương đối hoàn chỉnh rồi các bạn. Giờ chỉ còn thiếu tôn trên nóc nữa thôi. Bởi vì chủ nhà người ta nói là cứ làm khung như vậy rồi đem về nhà người ta tự bắn tôn được.
Bây giờ thì chúng ta chỉ còn sơn mối hàn thôi các bạn. Nè, đó. Mối hàn mình hàn bây giờ mình chỉ còn sơn là mối hàn thôi nha. Bát cửa rồi, bản lề cửa. Mình cũng đã hàn xong xuôi hết rồi. Rồi có lẽ là video clip của mình sẽ kết thúc tại đây nha mọi người ơi. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video clip của mình.